Tốc độ tăng sản lượng sản xuất tháng 7 của Việt Nam đạt mức tăng cao nhất kể từ tháng 3 năm 2011, tức 13 năm. Đây là thông tin được nêu tại báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI Việt Nam tháng 7 do tổ chức nghiên cứu S&P Global vừa công bố. Theo S&P Global, PMI tháng 7 của ngành sản xuất Việt Nam đạt 54,7 điểm. Sản lượng tăng mạnh do số đơn đặt hàng mới đã tốt lên tháng thứ tư liên tiếp. Các lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng đầu tư cơ bản đều ghi nhận cải thiện đáng kể. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho hay, để kịp đáp ứng đơn hàng, họ tăng sản xuất và sử dụng hàng tồn kho hiện có. Tuy nhiên, vấn đề chính đối với các công ty hiện nay là theo kịp nhu cầu. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất còn những thách thức. Theo khảo sát của S&P Global cho biết, chi phí đầu vào vẫn tăng cao trong tháng 7.